Hello, chào tất cả mọi người nhá. Dạ, anh em đã tất cả quay lại trên kênh của mình nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục về phần tiếp theo của video trước đã còn ra dở nhá anh em nhá. Dạ, thế này đây anh em. Lô à? À, con lợn này. Con ra số ghẻ. Con ra số ghẻ đấy. Ok, sức mạnh của Olaf đâu chưa? Nó không ra được 6 chiến binh nhỉ? Ui, chỉ khổ lồ, đấu rồng cũng này. Thì dốc giải, thì súng giải với chúng tôi à? Cái gì anh em được hai con rồng à? Ngon nhẹ đấy nhờ. Rồng mày chiếu à? Sao chạy bé lên dân đạt má một đống đồ đam luôn. Đây rồi, tao bắt được mày rồi. Tao bắt được mày rồi. Ui rồi, đứng, lao vào con kia kìa, đứng cho nó đánh. Tao bắt được mày rồi. Super Olaf. Quẹt tao vô thì quẹt đi. Tổng 2 nhìn có vẻ chiến hơn nhỉ. Con tổng 2 nhìn có vẻ chiến hơn được một tí đấy. Hải có chơi phiên long đâu? Không có. Hải chơi chiến binh từ đầu mà. Ơ kìa. Không, Hải chơi chiến binh chứ phá thế làm gì. Sao lại pha thế được nhỉ? Hãy chơi chiến binh rõ ràng, lắp ấn ngựa các kiểu luôn. Không, hãy chịu đấy. Sao giờ thấy có thể nói những câu những lời lẽ đau lòng như vậy được thế? Thế nói thế đây. Thế nói thế người ta hiểu lầm đấy. Không có, thế đang hiểu lầm một cái gì đấy rồi đấy. Chứ pha thế được cái gì đâu, hãy có lợi ích gì. Lại rồi lại hy sinh rồi. Hải chơi chiến binh Olaf từ đầu mà con Olaf Hải ra sớm mà kìa. Không chắc không, nó ô gấu ba rồi mà con Olaf ba bổ còn chưa ăn nói gì Olaf hai. Olaf ba bổ còn chưa ăn thua. Toàn đồ thủ à. Lớp 3 bộ đã chắc ăn nó chưa thế. Hôm nay sau này lên cấp thì cho gì vào ta? Giờ lên cấp cho hộ pháp vào. À, bám nó con Leona rồi, tầm này run Leona đi đâu ra. Thank you.
căng nhờ. Nó chỉ có lôi long làm tu nữa. Chết rồi, nó đái rồi, đái rồi. Má năm ngựa cũng không thể chống lại nổi cú đá này. Ui, nó đái tao đau quá trời ơi. Ô lát ba sao bổ không được đó. Ô lát ba sao bổ không được mày. Ừ, đi. Ô lát tao ăn chay à. Nó cũng có rồng, mình cũng có rồng. Ờ, vừa hải bồ vừa bổ chết nó xong. Mình không có gì giả hút máu nó đi chứ. Không có gì giả hút máu nữa rồi. Con rồng thì mới bổ. Con rồng bảo con rồng chạy ngay đi trước khi. Thả không? Thả không? Thả không? Ô lát. Ô lát bổ rồng. Mà đây là tộc đồ long, mày hiểu không? Là tộc đồ long. Ô phải con rồng thì chết nhanh hơn. À, xong top rồng đấy quá. À vừa lấy lốc trước, quên lấy lốc là đẹp. Pháp sư các kiểu lấy lốc là đẹp rồi. Lốc được con chó là đẹp. Sát rồi, lốc hụt rồi. Ơ, vẫn được nhưng mà nó sẽ rất lâu có thể stack được cái cuồng đao của nó. Đây là cơ hội. Ô lát làm đi, mà hai con tướng ba tiền ba sao va chạm nhau. Má đánh con gấu nó không mất máu luôn á. Má chịu. Má, tao nghĩ là mày làm được gì thì làm đi giờ. Sao là tao thấy tao vô vọng nữa. Đấy vô vọng anh chết rồi. Má lắm thằng chơi ra chùa quá, giờ rồi không ra nữa. Chịu rồi mà. Rồi, tao xin lỗi trường ơi. Lốc
cầu lên. Mày chưa cút à? Mày đừng nói gì. Có ra thua. Ui rồi. Mày trâu gấp đôi lúc nãy à? Tao cũng trâu gấp đôi lúc nãy rồi. Ôi con xây ra làm gì đấy? Gãi ngứa tao à? À. Má thằng chó kia khỏe quá rồi. Có một cân hai tay cho nó rồi. Để làm quả Marco Bay. Đây rồi. Giờ có quỷ thư mà đéo biết cho con nào cầm với chó. Để dê à. Má giờ phép màu nào nhảy lên được con ra xua 2 sao ta. Sao on 3 sao à. On 3 là gì, on 3 chỉ để nó đánh chết thôi. Ừ, thằng kia nó có khá hiệu ứng mà. Ừ, một con nữa, ăn mò, ăn mò, ăn mò. Không được rồi, má. Bọn nó lấy làm ra xua quá anh em ơi. Má. Lấy lắm ra xua quá, Hải không còn ra xua nào rồi, hai thằng ra xua hai rồi, mình Hải có hai con. Má gặp cái bóng của nó còn không ăn được nữa thì gặp người sao mà ăn. Không ăn được bóng nó. Quá khỏe, má con gấu khỏe quá. Ừ không. Chịu rồi má. Má chịu đấy. Ừ, thôi. Tôi làm điều mình vẫn thường hay làm đi chợ bán đi. Không, hai con on hai rồi, lên on ba rồi, rồi hết tiền luôn. Nhưng mà con gấu nó có khá hiệu ứng. Một con 4 tiền 3 sao là được chọn sống gì ở đây. Nó choáng ai, mày thấy nó choáng được ai rồi. Mày thấy nó choáng được ai rồi. Con choáng rồi, choáng từ cái nào đấy. Con dê lạc đà này nhé. Con dê cho nó thôi. Thì luôn. Luôn. Này thì 8 giây. Luôn. Anh em đợi tí nha, anh em đợi mình tí nha. Đạt chưa ông Đạt? Làm video nữa cho nốt cho đủ video nào. À từ từ ra phòng khác đi, thằng thứ ga nó chủ phòng rồi. Làm nốt cái video nữa đủ 4 cái không đăng không đi ngủ rồi đây. Vô đây thế thôi.
con cái này xong lại công cuộc rồi tạo thông thổ đồ đăng video các kiểu. Gió luôn. Rồi rồi nhá anh em nhá. Xạ tiễn. Thôi, là một viên xạ tiễn thôi này. Nó là to đạt. Thằng nào nó to đạt? Thằng nào để kêu anh em qua xử bắn nó. Huyết Long gì đây? Huyết Long tốc độ đánh. Giết nó anh em ơi.
còn em điều chó chết đây. Thôi cũng được. Cày thế. À, hello bé. Thôi đổ ra quái thai ấy nhỉ. Quá anh em ơi. Má hai thằng 120 máu luôn. Ôi thế không cần nhặt đồ luôn thế. Thế đứng dưới đáy xã hội vào thế. Cần nhặt đồ để hái nhặt thay thế rồi. Đá to quá, hơi chạy thôi, trốn thôi. Ở đây không được cái gì hết. Úp vào tường trước. Ủa? Anh đã trốn rồi mà Đạt. Anh đã trốn rồi mà. Chiến binh rồng cuồng lâu luôn. Nhiều. Đâu ai chơi binh rồng đâu mà nhiều người chơi. Một đống.
một đống. Má con Anivia thì sớm thế nhở. Làm Anivia ấy nhỉ, trận này ngóng Long Độ à? Đúng rồi, cũng có Ngọc Long rồi mà sao hiện tại là Anivia với ta? Ui dồi, vô cực luôn, ba đồ đẹp. À, ba đồ đẹp thế nhờ. Ui dồi, 5 con Anivia kìa. Có xây ra rồi này, căng bét. Nó còn xích lại nữa, cho hết đồ vào chuột nó còn xích lại nữa anh em ạ. Rồi nó đá rồi sấm chớp giật đùng đùng rồi các kiểu nữa chứ. Má khỏe thế. Sắp đi rồi anh em ơi, má khỏe quá. Đạt lấy máu để đi xuống đáy xã hội rồi em ơi. Chi phèn. Bye bye. Không thể chờ đợi được nữa rồi. Không thể chờ đợi được sự nhục nhã này. Cho mày vô cực luôn, cắn hết đi. Cắn nó không chết ta. Má làm gì có ý thế. Giả dụ như cắn chết con nào đấy. Má đúng rồi.
Phải vậy chứ. Không hiểu biết lấy gì. Mình để tạo Lego đi. Thế học chơi gấu à? Vậy để hai lúc được cái đấy. Hay có, hay có, hay có, hay có. Rồi, cho hai lúc cái, cho hai lúc cái. Hai mới có, hai có hai con, ba con rồi này. Con Eco, con Eco. Neko rô được hai con rồi, một con Neko. Có luôn à, con áo có luôn à. 5% rồi thế thôi, 5% mà. Có luôn à. 5% mà. Có chứ. 5% mà, 5% là nhiều rồi. Uchi vẹn 2. Đùa tí anh em vui thôi, anh em căng thẳng quá, hãy đùa tí mà. Ngon khỏe quá. Má ngon một, kém đau thế. Ui, ba anh em mình đi đâu đây? Anh em ơi, ba anh em mình đi đâu đây? Dưới không rồi. Thôi kinh đó đã, thôi kinh đó. Rồi dư máu đã, giờ là tấc máu là tấc vàng, không thể để mất được nữa. Cho con này cầm hộ thôi đúng không? Giờ đánh chiến binh nữa, cay thế chưa? Nhất thống phóng hỏa không cần đổi đây sức mạnh khổng lồ.
À, con chim sẻ có một kiểu cắn yếu thế nhở? Thì 30 tiền đi, cái 30 máu thôi. Đấy, ôi, mất hiệu ứng cắn luôn rồi. À vẫn còn à. Một đống đánh một không chột cũng què. Vậy vậy thì chắc em nhiều tiền lắm nhờ Đạt nhờ. Rồi lấy găng để ký cho Marco Bay. Làm gì thế? Úc có được gì đâu, Úc làm gì? À, có một thằng lên 6 mà hết tiền nữa, đấm nguyên nhà luôn, sống được bao lâu rồi chứ, 16 máu. Ôi, thế con gấu vẻ trâu ở đây, thiếu mảng váy để cho khá hiệu ứng nữa đúng không?
luôn thế. Ở đây đừng sợ. Con gấu của thế đánh có vẻ lực được. Đúng chưa? Con gấu của thế đánh vậy sao mà chưa cút được. Không, con gấu của thế sao mà chưa cút được. Ừ, đi thật. Trẻ gấp 3 đồ cũng phải phết. Cho nó cái việc khổng lồ nữa là đẹp. Ui rồi đừng. Hốc đi. Cắn nó. Hốc cắn đi. Hốc cắn tiếp đi rồi dừng lại. Dừng lại là thất bại. Dừng lại là thất bại. Đã sắp đi rồi. Thằng này cũng chơi gấu này, má hai này chơi gấu rồi thế rồi. Thằng to một đấy. Gấu đó. Ừ, gấu hoặc lòng. Cho hai đồ sĩ nữa là được. Ôi Đạt ơi, tạm biệt Đạt. Tạm biệt Đạt. Con ta lo gì chưa? Kiến đấy. Thì ra cắn một cái đi luôn. Sao Đạt ơi, có game này sẽ có game kia Đạt ơi, không sao hết. À, mấy con đồ sĩ đâu hết rồi kìa, không thấy con nào hết kìa.
đéo gì đây? Nó vàng à? không Hải không có đi chị. Hải không có gì hết. Trời ơi, đừng cắn Hải nữa, đừng cắn Hải nữa, Hải đau, Hải đau đớn lắm. Ôi, Hải đây, đừng cắn Hải nữa. Chưa, anh em mình không thể tàn sát nhau nữa. Không có. Hải ơi, Hải, hello. Đây, Hải đây. À, Hải làm vậy Hải. Hải cũng hết cách rồi. Hết cách rồi. Cái gì đây anh em? Cái gì đây? Cái tên gì là nó yếu đi đó. Có hóa ra chi tử khỏe lắm. Nhậu lòng khỏe quá. Má nhậu lòng khỏe quá. Nó phút rồi. Đi nàng gỡ. Má nhậu lòng khỏe quá. Cho Hải bước con non đi, cho Hải khỏe với. Anh em mình phải khỏe cùng nhau chứ. Vô nó hả? Hai thằng trùng bài nhau và gấu nó có cọc lông mà.
Rồi nó khỏe hơn, rồi nó ngọt lòng. Ờ, chưa chết à? Thôi, khóc à. Về kè chứ mà ấn nó không làm được gì đâu. Tính ra nó không nhảy được cái gì luôn á. Đấy chưa? Không, nó nhảy được cái gì đâu, nó nhảy ngu vậy chứ. Thế ơi. Thế ơi. Không. Con xin phèm của ai lắp vô cực mà, ba đồ đam luôn. Xin phèm 10.000 đam. À, giờ. Không biết tiền để roll ra cái gì không biết. Con càng khỏe thì nó càng trâu. Không, má ngọc lòng bò chín quá. Cái thằng gấu kia thì ăn được, thằng gấu kia thì ăn được nhưng mà thằng ngọc long thì ăn không được. Không ngọc long. Thằng thần thoại, thằng gấu kia thì hải đập vô tơ nhưng mà thằng ngọc long này đánh không nổi. Ừ. Thằng này trâu quá, thằng này ngọc long nó bu vào kín quá, để tí xếp đội hình lên trên để đẩy nó ra hay không? Không, không được, không được, nó bò kín quá, không được. Mình phải xếp lùi đội hình về sau cho nó đi lên cơ, để tí xếp thử. Kiểu như con xí phèn này không có kháng hiệu ứng ấy, nó bị dính xí đến chết luôn á. Thì ăn được nhưng mà hải ăn không được. Ừ, đấy thì con xi phèn không có kháng hiệu ứng nên nó yếu. Ui rồi. Này đâu, không để ý, không ghép bài, không ghép bài đâu, không để ý đâu. Ủa, thằng này đổ quá, ui, gấu 3 à. Sao, gấu 3 thì chắc cũng vậy đó. Thằng này cắn cái cũng đi. Sức mạnh khổng lồ. Cắn nó, đi. Gấu 3 với chúng tôi không? Ngọc Long top 1 rồi. Bài nó đẹp quá. Đáng nó còn on 2 sao nữa.
tượng rồi, à không phải lúc con Grenade rồi. Đây không được quá, con chim kèm bị suy đến chết luôn. Nó cắn cái tượng đấy chứ. À không, giờ này thì ăn được rồi. Là được chết, phải chết bo lên trên rồi, không để nó bo góc lên nữa. Nó chủ yếu mà. Thằng đấy thì lại bị con dấu đấm, nó ba nhà đấm quanh, ba nhà đánh quanh rồi. Gà thù trước. Để chết luôn. Mất mẹ hiệu ứng đòn đánh rồi. Ừ, lao vào là đẹp. Lao vào là đẹp. Không được. Yếu quá. Ủi đi luôn ạ. À, bài mình thì đấm thằng kia để Ngọc Lao top 1 rồi. Ui rồi ba, gầy cấn quá anh em ơi. Anh em đánh đi, lúc video này rồi đăng rồi đi. Đang làm chín, đang chín, đang ngồi tính, ngồi cò cưa mấy giây nữa. Ừ. Để đăng video rồi đó. Đăng chưa? Để công chiếu là sao? Đặt lịch thôi chứ, mình đặt lịch thôi chứ công chiếu gì? Có cái tích đấy hả? À không 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 tích cái đấy đâu, chỉ để đặt lịch thôi. Cặp đôi xuất sắc điên cuồng, cặp đôi hoàn hảo, cái xuất sắc điên cuồng. Sao tôi rẻ giờ làm gì đây nè? Đừng la sát thủ nữa hả? Thank you.
Cha, để coi. Mọi người đã xem livestream của mình nhá. Hẹn mọi người buổi live tiếp theo nhá. Bye bye mọi người. Mình bận tí việc nhá. Bye bye.